là một trong những làng nghề lâu đời của cả nước. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về là các xưởng sản xuất lại tăng cường thêm nhân công để kịp cung ứng hàng cho khách. Tại xưởng sản xuất của anh Nguyễn Thành Tâm, những người thợ cũng phải làm việc liên tục để có sẵn hàng giao cho khách. Sản phẩm thì nó rất là nhiều. Mình làm giống như là mình làm mỗi năm thì mình cứ làm như vậy, mình cứ chắc sẵn thì bạn hàng người ta bán giống như cái mặt hàng người ta quen. Ta quen mặt hàng nào thì người ta sẽ đặt cái mặt hàng đó nhiều lên. Còn mình bản thân mình sản xuất thì mình vẫn sản xuất chung chung. Giống như sản phẩm nào cũng phải lên, một sản phẩm nó phải từ 5.000 đến 10.000 con, ví dụ vậy. Rồi cái người bán thì ta giống như người ta bán cái hàng nào ta dễ bán hơn thì ta đặt cái hàng đó nhiều lên. Nhằm làm mới các loại chất liệu cho sản phẩm cũng như đa dạng mẫu mã và tăng số lượng sản phẩm, bên cạnh các dòng sản phẩm bằng đất nung truyền thống. Hiện tại, cơ sở anh Tâm nói riêng và làng heo đất Lái Thiêu nói chung đã phát triển thêm các dòng sản phẩm bằng thạch cao để tung ra thị trường. Năm nay phát triển thêm thạch cao thì có thêm hợ, còn như heo truyền thống thì cũng như mọi năm cũng vẫn số lượng hợ như vậy. Còn về mặt heo thì năm nay cái hàng hóa nó hơi chậm. Ở giây phút này thì hàng mình cũng chưa có đơn hàng nhiều như mọi năm. Bên cạnh đó, để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, xưởng sản xuất của anh Tâm cũng như nhiều xưởng khác đã cách tân thêm linh vật theo từng năm. Năm nay là mèo vàng với nhiều mẫu mã khác nhau. Mèo thì năm nay nó đa dạng hơn, tại con mèo thì nó có nhiều kiểu. Mà nó mình thì chỉ làm có 3 loại thôi, giống như loại lớn, loại trung và loại nhỏ. Nó mèo lớn là nó sẽ có cái chữ, cho nó có cái liễn là dạng sự ý. Còn con như con mèo nhỏ là mình để bên mình thấy là nó là chỉ có chữ tài lộc thôi. Giống như kiểu thì mình làm cho cái người mua người ta sẽ chọn lựa đó, người ta sẽ thích kiểu nào thì người ta mua kiểu đó. À, tôi từ Biên Hòa qua lấy chủ yếu là heo 3D nè, Doraemon nè, Kitty đồ, mèo. Cuối năm tôi thường thường là kêu xe tải qua lấy, không phải đi lấy xe máy. Năm nay mèo tôi thấy mèo đẹp, bên trong là nhiều mẫu mã. Ngoài làm heo truyền thống, mèo vàng theo xu hướng, xưởng anh Tâm còn làm ra túi tiện phong thủy, vừa có thể để trưng trên bàn trong ngày Tết, vừa có thể kết hợp bỏ ống, mang nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc hơn. Năm nay, giá nguyên liệu cũng như giá heo đất thô nhập về có phần tăng nhẹ hơn so với năm trước, nhưng giá thành những xưởng sản xuất ở Lái Thiêu bán ra thị trường vẫn không đổi. Loại lớn từ 100.000 đến 150.000 đồng một con, loại nhỏ từ 50.000 đến 70.000 đồng một con, nên nhiều xưởng đang vừa sản xuất vừa tính toán làm sao để có lợi nhuận.